dàn diễn viên kính vẹn hoa hội ngộ sau 20 năm hạnh quý rơm và tiểu long của kính vẹn hoa chụp ảnh ôn kỷ niệm sau 20 năm đóng tác phẩm truyền hình gây sốt một thời ba diễn viên thực hiện bộ ảnh tái hiện kỷ niệm nhân dịp bản điện ảnh của đạo diễn võ thanh hòa sắp ra mắt anh đào vai hạnh ngọc trai vai quý rơm Phụ long vai tiểu long mặc trang phục học sinh với bản tên trường tự do của tác phẩm gốc sau hơn 20 năm chúng tôi mới có dịp học lớp ngọc trai cho biết dàn diễn viên xúc động khi gặp lại sau nhiều năm xa cách mỗi người có hướng đi riêng trong sự nghiệp ngọc trai nói thời gian qua họ vẫn giữ liên lạc cập nhật tình hình cuộc sống của nhau ở tuổi 35, ngọc trai làm mc tham gia một số vai nhỏ trong các phim điện ảnh lẫn truyền hình có tổ ấm bên vợ và hai con còn anh đào cho biết sau kính vẹn hoa cô đóng thêm một số phim rồi ngưng diễn xuất sang singapore du học sau khi theo đuổi chuyên ngành quản trị hệ thống thông tin tại australia cô định cư tại đây với công việc dạy học bên cạnh phát triển kênh youtube riêng về cuộc sống các show quảng cáo vũ long nói vài năm qua anh giữ vai trò hot của một kênh radio làm mc cho các chương trình văn hóa ẩm thực các diễn viên khắc ghi kỷ niệm những ngày đầu đóng phim ngọc trai nói mối duyên đến tình cờ lúc anh chơi bóng rổ và gặp đạo diễn nguyễn minh trung ở buổi casting anh lần đầu gặp vũ long cả hai diễn thử theo kịch bản và được nhận ngày ấy chúng tôi vui lắm không bận tâm tiền bạc chỉ xem như cuộc dạo chơi Nhìn lại, vai quý rơm vẫn là cột mốc quan trọng trong nghề diễn, đồng thời là vai chính duy nhất của tôi đến nay. Ở buổi hội ngộ, họ còn gặp ba diễn viên đóng bản điện ảnh, Hùng Anh, vai quý rơm, Nhật Linh, vai Tiểu Long, Phương Duyên, vai Hạnh. Theo đạo diễn Võ Thanh Hoa, dàn gương mặt cũ sẽ tham gia bản mới, chưa tiết lộ vai trò cụ thể. Anh Đào cho biết, dù rời xa màn ảnh đã lâu, nữ diễn viên nhận lời trở lại để tri ân tác phẩm giúp cô làm nên tên tuổi. Kính vẹn hoa, luôn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, cô nói. Thời gian qua, dự án điện ảnh Kính Vẹn Hoa gây chú ý với đông đảo fan bản truyền hình và truyện gốc. Võ Thanh Hòa nói, trong quá trình lên kịch bản, anh gặp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh để hiểu hơn về tác phẩm. Nhà văn cho biết tôn trọng nhà làm phim nên không can thiệp vào ý tưởng cũng như quá trình quay. Võ Thanh Hòa nói sẽ thực hiện bộ phim trên tinh thần độc lập, mang hơi thở thời đại hơn so với bản cũ. Kính Vẹn Hoa là truyện dài nhiều tập được Nguyễn Nhật Ánh sáng tác thập niên năm 1990, 2000. Bộ truyện gồm 54 tập truyện, xoay quanh những chuyện vui buồn trong giới học trò. Những trò nghịch ngợm, bài học cuộc sống ý nghĩa. Truyện gồm ba nhân vật, quý rơm, phần đồng các môn toán, lý, hóa của trường tự do. Tiểu Long, nam sinh huyền đa nhị đẳng, taekwondo, tính hào hiệp. Hạnh, bộ óc điện tử của nhóm, hàm đọc sách, tính dịu dàng, kiên nhẫn. Năm 2004, bản truyền hình do đạo diễn Nguyễn Minh Trung Đỗ Phú Hải chuyển thể lên sóng, tạo cơn sốt với khán giả nhiều thế hệ. Các diễn viên Ngọc Trai, Anh Đào, Phủ Long sau đó trở thành những gương mặt được yêu thích, nhiều đạo diễn sẵn đón. <laughs>